Đến với hội nghị hôm nay thì em xin phép được báo cáo kết quả điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn sớm bằng xạ trị lập thể tính vị thân. Nội dung trình bày của em thì gồm 4 phần. Như chúng ta đã biết là ung thư phổi là loại ung thư thường gặp nhất và cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trên thế giới. Còn ở Việt Nam thì ung thư phổi đứng hàng thứ hai kể cả về tỷ lệ mắc cũng như là tỷ lệ tử vong sau ung thư gan. Ung thư phổi thì được chia thành hai tiếp mô bệnh học chính là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ, chiếm khoảng 85%. Mặc dù là chúng ta đã có những bước tiến vượt bậc trong vấn đề về sàng lọc và chẩn đoán sớm ung thư phổi, tuy nhiên khoảng 80% bệnh nhân ung thư phổi nói chung thì vẫn đến viện khi đã ở giai đoạn muộn của bệnh và chỉ khoảng 19% bệnh nhân ung thư phổi thì có thời gian sống thêm từ 5 năm trở lên. Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ hiện nay là điều trị đa mô thức với sự kết hợp của các biện pháp điều trị khác nhau, trong đó thì phẫu thuật đó là phương pháp hiệu quả nhất cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm T1 T2A N0M0. Tuy nhiên thì các nghiên cứu hiện nay cho thấy là khoảng 25% bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm vẫn không có chỉ định phẫu thuật, có thể do là tuổi cao hoặc là do các bệnh đồng mắc nặng như là COPD, suy tim hay nhồi máu cơ tim, hoặc là bệnh nhân từ chối phẫu thuật. Do đó mà một cái biện pháp để điều trị triệt căn thay thế cho phẫu thuật ở nhóm bệnh nhân này là hết sức quan trọng. Xạ trị lập thể định vị thân, viết tắt là SPRT, được xem là một biện pháp phẫu thuật không xâm lấn cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn sớm mà không có chỉ định do các cái nguyên nhân khác nhau. Các nghiên cứu cho thấy là nó khắc phục được các cái nhược điểm của xạ trị thông thường, kết quả tốt hơn xạ trị thông thường và tương đương với phẫu thuật, với tỷ lệ kiểm soát tại chỗ 3 năm từ 87 đến 92% và tỷ lệ sống còn toàn bộ 3 năm từ 43 đến 60%. Hiện nay thì ở Việt Nam đã có một số trung tâm y tế tiếp cận với vấn đề xạ trị lập thể định vị thân. Tuy nhiên cái vấn đề về xạ trị lập thể định vị thân ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn sớm thì còn chưa có công bố. Vì vậy chúng em tiến hành đề tài này như mục tiêu là đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn 1 T1 T2A N0M0 bằng xạ trị lập thể định vị thân. Với 32 bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn 1 T1-2A-N0-10 được SPRT và theo dõi tại khoa nội hô hấp và khoa xạ trị xạ phẫu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 11 năm 2021. Với tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân là bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn 1 T1-2A-N0-10, kích thước U từ 5cm trở xuống và phân loại theo phân loại AGCC 7 năm 2010. Bệnh nhân có u phổi ngoại vi, không có khả năng phẫu thuật do các bệnh lý mắc kèm, hoặc là bệnh nhân từ 75 tuổi trở lên hoặc bệnh nhân từ chối với phẫu thuật. Đo thông khí phổi, bệnh nhân có giá trị FEV1 lớn bằng 1 lít trên phút và bệnh nhân có toàn thang điểm toàn trạng tốt, đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Chúng em loại trừ và nghiên cứu các bệnh nhân mà có u phổi thứ phát hoặc là tái phát sau phẫu thuật. Bệnh nhân đã được xạ trị hoặc hóa trị trước đó, bệnh nhân có FEV1 bé hơn 1 lít trên phút, toàn trạng kém, bệnh nhân có suy hô hấp, suy tim nặng, hoặc là bệnh nhân không đồng ý tham gia vào nghiên cứu thì chúng em cũng loại trừ. Về thiết kế nghiên cứu là tiến cứu và theo dõi dọc với phương pháp lấy mẫu là lấy mẫu thuận tiện. Nội dung nghiên cứu là kết quả điều trị ung thư phổi của tế bào nhỏ giai đoạn 1 T1 T2A N0M0 bằng xạ trị lập thể định vị thân. Đây là các bước tiến hành của nghiên cứu. Thì sau khi có chẩn đoán xác định thì bệnh nhân sẽ được chụp PET CT để đánh giá chính xác giai đoạn và tham khảo để lập kế hoạch xạ trị. Tiếp theo là bệnh nhân được hội chẩn tiểu ban ung thư phổi trung thất và lên kế hoạch điều trị SPRT. Về phương tiện điều trị thì bệnh nhân của chúng em được điều trị bởi hai hệ thống CyberKnife và trục phim STX. Đây là các phương pháp đánh giá được sử dụng trong nghiên cứu của chúng em. Về theo dõi bệnh nhân sau điều trị thì trong năm đầu tiên bệnh nhân sẽ được theo dõi mỗi 3 tháng và những năm tiếp theo thì theo dõi mỗi 6 tháng. Riêng tháng thứ 3 sau điều trị thì bệnh nhân sẽ được chụp lại PET CT. Đánh giá đáp ứng điều trị theo tiêu chuẩn RECIST 1.1 và tiêu chuẩn PERCIST 1.0 và tác dụng không mong muốn của điều trị theo tiêu chuẩn của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ phiên bản năm 2010. Tiêu chuẩn chính của nghiên cứu là tỷ lệ đáp ứng khách quan, thời gian sống thêm bệnh không tiến triển. Tiêu chuẩn phụ là tỷ lệ kiểm soát tại chỗ 1 năm, 2 năm, 3 năm, thời gian sống thêm toàn bộ, tỷ lệ OS 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, tác dụng không mong muốn và cái kết quả đo thông khí phổi sau 3 tháng. Về đạo đức nghiên cứu thì nghiên cứu tuân theo các cái yêu cầu của của nghiên cứu lâm sàng để xử lý số liệu, thực hiện theo phần mềm SPSS 2.0. Qua nghiên cứu thì chúng em xin có một số kết quả và bàn luận như sau. Trung vị độ tuổi trong nghiên cứu chúng em là 67 tuổi. Kết quả này thì thấp hơn một chút so với các nghiên cứu về SPRT hiện nay. Có thể là được giải thích là do chỉ có khoảng 25% bệnh nhân trong nghiên cứu chúng em có độ tuổi từ 75 tuổi trở lên. Và đa số bệnh nhân trong nghiên cứu chúng em là nam giới và có tiền sử hút thuốc. Ho khan và đau ngực là hai cái triệu chứng chủ yếu gặp ở bệnh nhân trong nghiên cứu chúng em với tỷ lệ lần lượt là 62,5 và 46,9%. Cái tỷ lệ này nó cao hơn so với nghiên cứu của tác giả Christopher và cộng sự. Điều này có thể được giải thích là trong nghiên cứu của tác giả thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà có khối u dưới 3cm thì chiếm tỷ lệ cao hơn.
Về đặc điểm khối u trước điều trị thì đa số các nghiên cứu SBRT hiện nay cho thấy là trung vị kích thước khối u để điều trị khoảng từ 2 đến 2,1cm và chủ yếu bệnh nhân ở giai đoạn T1A và T1B. Trong khi đó trong nghiên cứu này của chúng em thì trung vị đường kính khối u là 2,65cm và đa số bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn T2A chiếm 43,7%. Điều này nó sẽ liên quan đến cái kết quả của điều trị. Theo nghiên cứu của Bauman và Cộng sự năm 2009 thì nếu như bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn T1A thì tỷ lệ thất bại tại chỗ 3 năm là 0%. Tuy nhiên khi chuyển sang giai đoạn đến T1B và T2A thì tỷ lệ này ước tính lần lượt là 25,4% và 40,8%. Ở cái thời điểm 3 tháng chúng em đánh giá cái đáp ứng điều trị của bệnh nhân theo hai tiêu chuẩn là tiêu chuẩn RECIST 1.1 và tiêu chuẩn PERCIST 1.0. Thế thì khi mà sử dụng PET-CT để đánh giá theo tiêu chuẩn PERCIST 1.0 chúng em thấy rằng nó làm thay đổi tỷ lệ các cái loại đáp ứng so với lại tiêu chuẩn RECIST 1.1 và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê và tỷ lệ kiểm soát bệnh theo PERCIST 1.0 là 93%. Với trung vị thời gian theo dõi là 33 tháng thì chúng em có 5 bệnh nhân chiếm 15,6% bệnh nhân là có đạt được đáp ứng hoàn toàn và tỷ lệ đáp ứng khách quan của bệnh nhân trong nghiên cứu là 87,5%. Do là bệnh nhân trong nghiên cứu chúng em thì được điều trị theo hai hệ thống, do đó chúng em cũng so sánh xem là liệu rằng là bệnh nhân được điều trị bằng hai hệ thống xạ trị thì có khác nhau về vấn đề đáp ứng hay không. Tuy nhiên chúng em kết quả chúng em thấy rằng là sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê và kết quả này tương đương với các nghiên cứu khác trên thế giới. Về tỷ lệ kiểm soát tại chỗ tại địa điểm 1 năm, 2 năm và 3 năm thì kết quả trong nghiên cứu chúng em có thấp hơn so với các nghiên cứu về SBRT hiện nay. Điều này có thể được giải thích là một số bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng em thì có thời gian theo dõi chưa dài. Về thời gian sống thêm bệnh không tiến triển, chúng em đạt được trung vị của PFS là 29 tháng với tỷ lệ PFS tại thời điểm 2 năm là 59,8% và 3 năm là 42,3%. Cái kết quả này thì nó hơi thấp hơn so với nghiên cứu ATOG0236 hay nghiên cứu của Bauman và Cộng sự năm 2009. Tuy nhiên nó cao hơn so với nghiên cứu của tác giả Horner Cộng sự năm 2014. Về thời gian sống thêm toàn bộ thì chúng em đạt được cái trung vị OS là 59 tháng với tỷ lệ bệnh nhân sống còn ước tính tại thời điểm 1 năm là 96,8%, 2 năm là 88,6%, 3 năm là 84,2%, 4 năm và 5 năm lần lượt là 63,1% và 42,1%. Chúng em cũng so sánh với lại một cái nghiên cứu về phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Cơ động 108 là nghiên cứu của tác giả Lê Hải Sơn ở giai đoạn 1 thì thấy là sự khác biệt cũng không thấy có sự khác biệt so với nghiên cứu của tác giả. Chúng em cũng đánh giá cái mối liên quan giữa thời gian sống thêm với cái giá trị SUV max trước điều trị thì kết quả chúng em thấy rằng là nếu như bệnh nhân mà có giá trị SUV max trước điều trị bé hơn 5 thì đạt được cái trung vị PFS là khác biệt có ý nghĩa thống kê và nó dài hơn so với bệnh nhân có SUV max trên 5, tuy nhiên là không thấy sự khác biệt ở đối với OS. Và đánh giá mối liên quan với lại cái liều hiệu quả sinh học thì các nghiên cứu từ trước nay khuyến đưa ra cái kiến nghị rằng là bệnh nhân nên đạt được cái liều PET là tối thiểu là 100 gray để đạt được hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên các nghiên cứu gần đây cho thấy là cái PET nó không phải là cái yếu tố để tiên lượng về PFS và OS cho bệnh nhân. Và trong nghiên cứu này chúng em cũng không thấy cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa cái nhóm mà bệnh nhân chỉ đạt được dưới 100 gray và tối thiểu là 100 gray. Về mối liên quan với tỷ lệ tình trạng kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn PERCIST tại thời điểm 3 tháng thì chúng em thấy là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê kể cả về PFS và OS. Đặc biệt là khi phân tích trên hàm cốc thì chúng em thấy là bệnh nhân mà đạt được cái kiểm soát bệnh ở thời điểm 3 tháng thì nó giúp giảm cái tỷ lệ tử vong với HR là 0,053 và P bằng 0,039. Về tác dụng không mong muốn thì chúng em gặp chủ yếu là viêm phổi do xạ, tuy nhiên là chủ yếu là độ 1, độ 2. Và chỉ có một bệnh nhân là viêm phổi do xạ độ 3. Chúng em cũng đánh giá xem là liệu rằng SBRT nó có làm thay đổi một số chỉ tiêu thông khí phổi trước và sau điều trị hay không. Thì kết quả chúng em cho thấy là sự khác biệt giữa trước và sau điều trị là không có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu ATOG0236 thì cho thấy là bệnh nhân mà có chức năng hô hấp kém mà được điều trị SBRT thì có OS còn dài hơn bệnh nhân mà có chức năng hô hấp bình thường nhưng mà có bệnh tim mạch kết hợp. Qua nghiên cứu thì chúng em có một số kết luận như sau: SBRT là một biện pháp điều trị triệt căn hiệu quả về thời gian sống thêm cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn sớm không chỉ định phẫu thuật. Giá trị SUV max trước điều trị, tỷ lệ kiểm soát bệnh tại thời điểm 3 tháng theo tiêu chuẩn PERCIST là những yếu tố tiên lượng thời gian sống thêm bệnh nhân và SBRT cũng là một biện pháp điều trị an toàn. Trên đây là toàn bộ bài trình bày của em. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô cùng quý đồng nghiệp.